Nhắc đến Thăng Long Warrior, chúng ta có thể coi rằng thành công là hai chữ luôn đi kèm với đội bóng kể từ ngày mà họ thành lập. Ra đời năm 2017, ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng và ẵm luôn chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại VBA. Một khởi đầu thực sự là quá thuận lợi cho đội bóng đến từ thủ đô. Những mùa giải sau đó, Thăng Long Warrior luôn duy trì được sức mạnh khi có hai mùa đứng nhì bảng, chỉ duy nhất năm 2019 là xếp ở vị trí thứ tư. Có thể nói, Thăng Long Warrior đã chứng minh được mình là một trong những đội bóng mạnh cũng như có chiều sâu nhất tại giải đấu. Tuy nhiên, sau 5 mùa giải, Thăng Long Warrior đã phải chấp nhận sự thật rằng họ không còn nằm trong top đầu của giải đấu. 4 lần góp mặt tại kỳ playoff, nhưng năm nay là năm đầu tiên những chiến binh phải ngồi nhà để xem postseason qua màn hình sau thất bại của Dolphin trước Buffalo tại game 37. Một đội bóng thất bại, tất nhiên huấn luyện viên sẽ là người nhận chỉ trích đầu tiên. Nhưng có lẽ nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh của Thăng Long Warrior năm nay thì đó chưa phải là điều duy nhất. Vậy nên trong video này, hãy cùng Bóng Rổ TV điểm qua những yếu tố đẩy Thăng Long Warrior trượt dốc cực mạnh ở VBA 2022. Chắc hẳn, người hâm mộ VBA đều biết rằng ngoại binh chính là vị trí có thể cần tìm dễ dàng nhất. Chúng ta đã từng được chứng kiến những cái tên mạnh bá đạo ở những mùa giải trước từng khoác áo cho Thăng Long Warrior như Jaquan Hill, Jack Armand hay Robert Crawford. Đây là những cái tên duy trì được sức mạnh của Warrior để giữ họ luôn ở trên top đầu của giải đấu. Tuy nhiên mùa giải năm nay thì Thăng Long Warrior lại không gặp được nhiều thuận lợi trong việc có cho mình một ngoại binh tốt. Không nói đến Clayton Gulozet thì vị trí ngoại binh còn lại của Thăng Long Warrior cũng không quá xuất sắc cho lắm. Ngoại binh đầu tiên của Thăng Long là Asenje Vukovic, người chẳng để lại gì ngoài sự thất vọng. Thi đấu trung bình 21 phút một trận, dứt điểm ở hiệu suất 38,1% với 11 điểm và 3 turnover mỗi trận. Thậm chí, ném phạt còn chỉ ở mức 31%, thì rõ ràng, độ hiệu quả của Vukovic gần như là không có. Ngoài điểm sáng là 11 rebound ra, thì ngoại binh này thực sự không đạt đến đẳng cấp mà Warrior cần. Vukovic thi đấu công kênh, chậm chạp, hiệu suất dứt điểm lẫn ném phạt đều không được cao. Thậm chí, còn bị ban trong thời khắc quan trọng nhất. Trung phong này sở hữu chiều cao 2m06 cùng cân nặng chạm mốc 110kg, tuy nhiên lại không có sự săn chắc và cơ bắp. Hình thể như vậy sẽ rất khó để Vukovic thi đấu ở cường độ cao, và việc chia tay ngoại binh này là điều có thể đoán được từ trước. Và với những hình ảnh như thế này thì thật khó tin đây là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đang thi đấu. Người được đội bóng thủ đô lựa chọn thay thế Vukovic là Raymond Miller. Tưởng chừng Thăng Long sẽ yên tâm với chữ ký của cầu thủ này khi anh là một tiền phong có thể hình tốt, kinh nghiệm thi đấu dày dặn, thì mối lương duyên giữa cả hai cũng chẳng được lâu. Miller chỉ thi đấu vỏn vẹn 20 phút trong hai trận ra sân, ghi trung bình chưa đến 10 điểm và 10 rebound mỗi trận. Và nếu so sánh với những người đồng nghiệp ngoại binh ở cùng vị trí với anh tại VBA, thì Raymond Miller thực sự là quá đuối so với mặt bằng chung. Không chỉ thi đấu thiếu hiệu quả, mà vì nhiều lý do khác nhau liên quan đến chiến thuật, tư duy cũng như thể trạng, ngoại binh thứ hai này của Warrior đã khiến đội bóng lại một lần nữa đau đầu và buộc phải tìm đến một phương án thay thế. Hiện tại thì Holloman có vẻ như ngoại binh phù hợp với mong muốn của Warrior, mặc dù mở đầu mùa giải của anh cũng không mấy khả quan khi Thăng Long Warrior nhận thất bại trước Saigon Heat và đánh mất cơ hội bước chân vào vòng trong. Thay thế ngoại binh giữa mùa giải lại còn thay đến hai lần, điều này giống như một cành bạc với Thăng Long Warrior vậy. Đã không có thời gian để ăn khớp về mặt chiến thuật cũng như nhịp độ của cả đội bóng, lại còn phải thể hiện ngay khi vừa mới gia nhập đội bóng chỉ vài giây. Thực sự, đây là một trở ngại rất lớn cho các ngoại binh đến sau. Cả mùa giải năm nay, Warrior luôn rơi vào thế chấp ngoại binh khi những import big man không thể đảm bảo được chiến thuật, lối chơi và nhịp độ của cả đội. Việc thay ngoại binh giữa dòng đã để lại lỗ hổng về mặt chuyên môn khi đội bóng không tìm được sự gắn kết. Không chỉ riêng Thăng Long Warrior, việc tuyển chọn ngoại binh tại VBA cũng như việc đánh sổ số vậy. Vì mỗi cầu thủ được đánh giá khách quan qua việc xem highlight, mà các bạn biết Bóng Rổ highlight thì như thế nào rồi đấy. Điều này còn cho thấy sự chuẩn bị chưa kỹ cho giải đấu của Thăng Long Warrior trong khâu scouting của mình. Không chỉ gặp vấn đề về ngoại binh, đây cũng là một mùa giải mà đội trưởng Justin Young thi đấu dưới sức hơn rất nhiều so với những năm trước. Fan của Thăng Long đã không còn xa lạ với việc Justin là một trong những Việt kiều hàng đầu của VBA. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì có lẽ Justin đã không còn là chính mình. So với những mùa giải trước đây, độ hiệu quả trong phòng ngự của anh đã giảm đi vô cùng rõ rệt. Liên tục trong các trận đấu, chúng ta thấy Justin Young thủ lỏng hơn rất nhiều. Và những con số không biết nói dối, khi năm nay anh chỉ có trung bình 1,0 tình huống steal. So với con số trung bình cả sự nghiệp là 2,1, thì đây quả là một sự giảm sút rất đáng kể.
Tuy không có những chỉ số phân tích rõ ràng về độ hiệu quả phòng ngự, nhưng nếu theo dõi các trận đấu của Thăng Long Warrior thì dễ dàng thấy rằng Justin mắc rất nhiều lỗi trong việc phòng thủ của mình, liên tục để mất người cũng như mất rebound trước những trùng phòng đối thủ. Justin Yang gần như là hy vọng duy nhất của ông Lukic trong khu vực dưới rổ, nhưng những sai lầm quá sớm của anh cùng với đó là những lần phạm lỗi khó hiểu ở thời điểm quan trọng khiến cho Thăng Long phải chịu hậu quả rất nhiều lần ở bên trong khu vực bảng rổ. Và mất điểm trong khu vực bên là điều mà không ai mong muốn. Ngoài ra, việc tấn công của Justin cũng không hề tốt so với những năm trước. Cả sự nghiệp ở VBA, Justin ghi trung bình 11,1 điểm mỗi trận, còn mùa giải năm nay, anh chỉ có 4,9 điểm mỗi trận, một con số quá thấp, đặc biệt là tụt hẳn so với năm 2018, thời điểm anh ghi trung bình điểm cao nhất lên đến 16,7 điểm mỗi trận. Cầu thủ giảm sút, rõ ràng là Justin Yang đang không hề hiệu quả ở mùa giải này. Điểm sáng lớn nhất của Thăng Long Warrior năm nay, ai cũng nghĩ đó chính là dàn nội binh có chiều sâu cực tốt. Việc sở hữu một dàn nội binh uy tín, kỳ vọng là lớn, nhưng thực tế kết quả không mang lại sự hiệu quả như mong đợi. Những cái tên mới như Hiếu Thành, Huy Hoàn, Hoàng Tuấn, cùng với đó là những nội binh đã gắn bó với Thăng Long Warrior từ lâu như Thái Hưng, Văn Hùng hay Hoàng Trung, đều là những cái tên chất lượng xét về mặt giấy tờ. Tuy nhiên trên thực tế, họ vẫn chưa phát huy được hoàn toàn những điểm tinh túy nhất của mình để hỗ trợ cho những ngoại binh có thể đưa đội bóng đến chiến thắng. Có lẽ phần nào việc ông Lukic chưa sử dụng những mảnh ghép của mình một cách phù hợp nhất khiến cho Thăng Long Warrior không thể bứt phá mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Tất nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, việc Thăng Long Warrior gặp những vấn đề một phần cũng là ở vị thuyền trưởng của mình, đó là ông Lukic. Việc sở hữu những cái tên tốt, dày dặn kinh nghiệm, đội bóng có truyền thống chiến thắng từ lâu, song ông Lukic vẫn chưa làm tốt trong việc gắn kết những mảnh ghép này lại với nhau. Nhiều lúc, chúng ta có thể thấy Thăng Long Warrior thi đấu rời rạc khi Guilozet một mình làm hết, và chủ yếu bóng cũng thường được đưa vào tay anh. Điều này mô hình chung khiến cho Thăng Long không tận dụng được hiệu quả của những nội binh của mình, cũng như đặt quá nặng kỳ vọng vào ngoại binh. Tất cả dẫn đến hiệu quả không được triệt để, và cuối cùng là trận thua này nối tiếp trận thua kia, làm ảnh hưởng đến cả mùa giải 2022 của Thăng Long Warrior. Nếu để so sánh với các mùa giải trước, đặc biệt là mùa giải vô địch của Thăng Long, thì hiệu năng phòng ngự của đội đã giảm đi vô cùng đáng kể. Trong những năm trước đây, Thăng Long luôn là một trong những đội phòng thủ rất tốt, khi chỉ để các đội đối đầu với mình ghi trung bình 70,5 điểm. Đỉnh điểm trong việc phòng ngự của Thăng Long chính là mùa giải 2020, khi họ chỉ để đối phương ghi trung bình 69,1 điểm mỗi trận. Trong khi đó ở mùa giải năm nay, Thăng Long đã để mất 76 điểm một trận, có nghĩa là hiệu năng phòng ngự của Warrior đã giảm sút rất nặng. Thì đây chắc chắn sẽ là một nỗi thất vọng cực lớn ở VBA 2022, khi Thăng Long có tất cả nhưng lại không thể vẽ nên một bức tranh tổng hài hòa và thành công được. Như vậy là mùa giải của Thăng Long Warrior đã chính thức khép lại sau trận đấu mới kết thúc với Hà Nội Buffalo. Có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều về kết quả của trận đấu này nữa, vì mọi thứ đã kết thúc cho Thăng Long kể từ chiến thắng của Hà Nội Buffalo trước Nha Trang Dolphins vừa qua. Nhìn chung, Thăng Long Warrior năm nay khá giống với Brooklyn Nets, khi cả hai đội đều sở hữu một đội hình gần như là super team được kỳ vọng giành chức vô địch, nhưng cuối cùng lại trở thành mùa giải tệ nhất trong lịch sử đội bóng này. Bạn nghĩ sao về mùa giải năm nay của Thăng Long Warrior? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé!